Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ năm ngày 19 tháng 11 năm 2020 và theo âm lịch. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 10 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Bính Dần, tháng Đinh Hợi, năm Canh Tý và ngày hôm nay là ngày hắc đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ mậu tí từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thanh Long, giờ kỵ sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Minh Đường, giờ nhâm thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Kim Quỷ, giờ quý tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Bảo Quang, giờ ất mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ mậu tốt từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc tư mệnh. Vài ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, lư trung hỏa, ngày bính dần, tức chi sinh can, nghĩa là mộc sinh cho hỏa và ngày hôm nay là ngày cát. Vài nạp âm, lư trung hỏa, kỵ tuổi, canh thân, nhâm thân, ngày thuộc hành hỏa, khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi, nhâm thân, giáp ngọ thuộc hành kim không sợ hỏa. Ngày dần lục hợp với hợi, tam hợp với ngọ và tuất thành hỏa cục, xung với thân hình tỵ, hại tỵ, phá hợi và tuyệt dậu. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi giáp thân, nhâm thân, nhâm tuất, nhâm thìn, tuổi xung trong tháng, tuổi kỷ tỵ, quý tỵ, quý mùi, quý sửu và quý hợi về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao minh tinh, tốt mọi việc, sao ngũ phú, tốt mọi việc, sao lục hợp, tốt mọi việc, sao thiên ân, tốt mọi việc. Các sao xấu trong ngày cũng có bao gồm sao tiểu hao, xấu về giao dịch, mua bán, cầu tài lộc, sao hoang vu, xấu mọi việc, sao hà khôi hay còn gọi là sao cậu giáo, xấu mọi việc, nhất là cưới hỏi, khởi công, động thổ, xây dựng về nhà cửa. Sau ngủ hư, kỵ khởi tạo, cưới hỏi, an táng, Sao cậu giáo, xấu mọi việc, nhất là khởi công, động thổ, xây dựng về nhà cửa. Và đặc biệt, ngày 19 tháng 11 năm 2020, tức là ngày mùng 5 tháng 10 năm canh tí, ngày này là ngày nguyệt kỵ mùng 5, 14, 23, đi chơi quản thiệt nữa là đi bùn dân gian thường gọi ngày này là ngày nửa đời nửa đoạn nên làm việc gì cũng chỉ đạt được dựa chừng khó mà đạt được kết quả như ý muốn vài hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng tây nam tài thần hướng chính đông tiếp theo mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày 19 tháng 11 năm 2020 Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ năm ngày 19 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Tý á cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này đang gặp ngày có kiếp tài xuất hiện. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Tý dễ gây họa mất tiền nên dù đi đâu, xa hay gần, bạn mệnh cũng cần phải giữ chặt túi tiền của mình thật cẩn thận. Việc ăn uống, chi tiêu cũng nên cân nhắc cho hợp lý, đừng vì một chút ngậu hứng mà vung tay quá trán, ảnh hưởng tới tài chính của bản thân mình bạn tuổi tí nhé. Và trong ngày thứ năm này, đối với bạn tuổi tí, ngày này bạn lại đang gặp ngày có thủy khí vượng. Cái điều này dự báo vận trình tình cảm của bạn tuổi tí trong ngày hôm nay diễn ra rất chi là tốt đẹp. Đôi lứa yêu thương, quan tâm lẫn nhau, tình yêu càng ngày càng gắn bó, khăng khít với nhau hơn nhé. Tuy nhiên, ngày này với bạn tuổi Tý đang gặp ngày thủy vượng, cái điều này cũng làm cho bạn tuổi Tý cần phải nhắc nhở bạn quan tâm nhiều hơn tới sức khỏe của mình, đặc biệt là chú ý tới việc sử dụng nguồn nước trong ngày hôm nay, cẩn thận kẻ bị ngộ độc do sử dụng nước không đảm bảo vệ sinh đó bà tuổi tí nhé. Về tử vi tuổi giáp tý thuộc kim, tình cảm tốt đẹp, đôi lứa xứng đôi, luôn yêu thương và cuốn quýt bên nhau. Tử vi tuổi bính tý thuộc thủy, cẩn thận ăn uống, đặc biệt chú ý tới việc sử dụng nguồn nước có xuất xứ rõ ràng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa dễ gây hỏa mất tiền nên cẩn trọng túi tiền của mình tử vi tuổi canh tý thuộc thổ cân nhắc chi tiêu đừng vì bốc đồng mà chi tiêu bừa bãi gây thoát thoát tài chính tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc công việc và tình cảm đều tốt đẹp chỉ cần chăm chỉ sẽ đạt được mục tiêu đề ra vài đánh giá của bạn tử tý trong ngày thứ năm này sự nghiệp 4 sao tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 3, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi dậu, tuổi thân, tuổi tỵ. Từ vi tuổi Sửu thứ năm ngày 19 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tử Sửu cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tử Sửu trong ngày này đang gặp được ngày có chính quan trợ lực. Cái điều này cho thấy với bạn tử Sửu đang có được dấu hiệu tốt dự báo bạn sẽ đạt được thành công trong mọi mặt của cuộc sống, đặc biệt là con đường công danh, sự nghiệp của mình ngày hôm nay nhé và bạn tuổi sửu với tinh thần làm việc hăng say và đầy trách nhiệm, bạn mệnh được cấp trên tin tưởng và đánh giá cao, giao cho bạn những nhiệm vụ quan trọng, nhờ đó mà với bản thân bạn tuổi sửu, bạn đang được nâng lên một vị trí đáng kể trong lòng của cấp trên nữa rồi nhé. Tuy nhiên trong cái vận trình ngày này đối với bạn tuổi sửu, bạn lại đang gặp ngày có thủy thổ xung khắc, cái điều này cho thấy với bạn tuổi sửu, bạn rất dễ mắc bệnh về dạ dày, đường ruột, hệ tiêu hóa trục trặc, ăn uống không ngon miệng. Bạn bệnh nên chú ý về sức khỏe của mình nhiều hơn nữa bạn tuổi Sửu nhé. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc kim, công việc thuận lợi, con đường tương lai rộng mở, hãy tranh thủ nắm bắt cơ hội thể hiện năng lực của bản thân mình. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc thủy, nỗ lực phấn đấu hết mình, thành công ngoại mời, tương lai rạng rỡ tử vi tuổi kỷ sửu thuộc họ dễ mắc bệnh liên quan tới đường tiêu hóa nên biết quý trọng bản thân có dấu hiệu không ổn hãy đi khám ngay tử vi tuổi tân sửu thuộc thổ thay vì dành thời gian tán gẫu hãy tập trung vào làm việc nếu muốn đạt được kết quả tốt nhất tử vi tuổi quý sửu thuộc mộc không nên tin người mù quáng thận trọng kẻo bị lừa gạt nói xấu sau lưng Vậy đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi dần thứ năm ngày 19 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là cách vận trình của bạn tuổi dần trong ngày này đang có được báo hiệu những chuyến đi công tác, bàn bạc kế hoạch, tìm đối tác, tìm nhà đầu tư đều tiến hành khá chi là thuận lợi với bạn. Trong công việc bạn tuổi dần sẽ được cấp trên nâng đỡ và phát triển sự nghiệp theo chiều hướng tích cực nữa rồi nhá. Ngày này với bạn tuổi dần, nhân duyên được tốt đẹp. Với bạn tuổi dần có thể ra ngoài vui chơi để gặp gỡ bạn bè, làm quen với bạn mới và phát triển về đào hoa của mình. Với bạn tuổi dần trong ngày này là một trong những ngày đào hoa thịnh vượng nhất trong tuần bạn tuổi dần nhé. Khi thực thần xuất hiện cũng là lúc hứa hẹn đây là ngày có nhiều bất ngờ thú vị dành cho bạn tuổi dần. Có thể đó là một ngày bạn sẽ duy trì được tâm lý thoải mái và lạc quan nhất cả tuần. Nếu được mời đi ăn uống, tụ tập cùng mọi người, hãy tham gia. Nhưng bạn hạn chế sử dụng ít rượu bia, ít chất kích thích bạn tuổi dần nhé. Về tử vi tuổi giáp dần, thuộc thủy, vui chơi hết mình, tận hưởng những tháng ngày tươi đẹp của cuộc sống. Tử vi tuổi bính dần, thuộc hỏa, đào hoa vượng, dễ tìm được hạnh phúc thực sự, tình cảm nồng nàn, thắm thít. Tử vi tuổi mậu dần, thuộc thổ, bất ngờ ghé thăm, hãy giang tay chào đón và trải nghiệm. Tử vi tuổi canh dần, thuộc mộc, khả năng sáng tạo vượt bậc có những ý tưởng độc đáo được mọi người thán phục. Tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim, con đường tài lộc vượng phát, dự báo một ngày làm việc may mắn và hiệu quả. Vài đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn. Số 4, số 8, giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tuất, tuổi hợi. Từ vi tuổi Mão thứ năm ngày 19 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mão trong ngày này đang gặp được ngày dần mạo tương hội. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi mạo đang có được báo hiệu có thể gặp được người tâm đầu ý hợp với mình trong ngày hôm nay. Giữa bạn và người ấy cứ như thế có thần giao cách cảm nữa rồi nhé. Và với bạn tuổi mão đối với những bạn đang quản độc thân, hãy nắm lấy cơ hội hạnh phúc cho mình. Bạn mệnh đừng quá xét nét về nhiều vấn đề trong tương lai, hãy sống cho hiện tại. Đâu phải ai cũng may mắn gặp được người có trái tim cùng chung nhịp đập như bạn đâu đó bạn tuổi mão nhé. Tuy nhiên trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Mão, bạn lại đang gặp phải ngày có thương quan chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy công việc của bạn tuổi Mão lại không được xôn sẻ cho lắm. Ngoài những tác động khách quan thì phần lớn nguyên nhân là do bạn tuổi Mão không thực sự tập trung vào để làm việc. Bạn mệnh cần phải nhanh chóng chấn chỉnh lại tinh thần làm việc của mình. Nếu không, dễ mắc phải sai sốt lắm đối bạn tuổi Mão nhé. Vài tử vi tuổi Ất Mão thuộc thủy có thần giao cách cảm, người độc thân dễ có cơ hội gặp được chân tình. Vài tử vi tuổi Đinh Mão thuộc hỏa đừng bị lụy về quá khứ hay làm mộng tượng quá nhiều đến tương lai mà hãy sống hết mình cho hiện tại. Vài tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc thổ mất tập trung cho nên công việc không đạt được hiệu quả như mong muốn. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mộc Duy trì tinh thần lạc quan là điều cốt loại giúp cho bản mệnh vượt qua mọi khó khăn trong ngày hôm nay. Về tử vi tuổi quý mão thuộc kim dễ gặp những chuyện nảy sinh ngoài ý muốn nên chuẩn bị tâm lý chủ động để đối phó. Về đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 2, số 9 giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu điên, màu xanh dương, quý nhân phụ trợ, tuổi tốt, tuổi hợi, tuổi mùi. Từ vi tuổi Thìn, thứ năm ngày 19 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Thìn ạ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi thìn trong ngày này đang gặp ngày có thiên quan nhập cục. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi thìn dễ gặp phải những chuyện ngoài ý muốn xảy ra trong ngày hôm nay. Công việc của bạn tuổi thìn vốn đang suôn sẻ thuận lợi thì gặp phải kẻ tiểu nhân, bảy mưu quấy phá, hãm hại bạn. Bạn mệnh tuổi thìn cần phải cứng rắn để đối phó với kẻ xấu nếu chúng có cơ hội hoành hành chúng sẽ làm hại bạn nhé. Lại thêm, trong ngày thứ năm này đối với bạn tuổi thìn, bạn cũng đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn cũng đang không được tốt. Con đường tình duyên của bạn có nhiều phần bất ổn, đôi bên không đủ kiên nhẫn để lắng nghe đối phương tâm sự, chia sẻ về cuộc sống của mình. Còn đối với những bạn đang quản độc thân thì e ngại và cảm thấy bất an với những bi kịch hôn nhân được nghe kể từ người khác nên không dám tín bước nhân duyên trời định có muốn cũng khó tránh được vì thế bạn mệnh cũng hãy cứ để cho vạn sự tùy duyên đừng vì nghe lời người này người kia bàn luận để ảnh hưởng xấu tới tâm lý của mình bạn tuổi thìn nhé vậy tử vi tuổi giáp thìn thuộc họ vợ chồng dạy nảy sinh tranh cãi do không ai chịu nhún nhường tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ dễ bị tiểu nhân quấy phá hãm hại nên cẩn trọng trong các mối quan hệ xã giao tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc hãy là chính mình Đừng dao động bởi những lời nói và hành động của người xung quanh, từ vi tuổi canh thìn thuộc kim, mở rộng tấm lòng sẻ chia và giúp đỡ, phúc báo dày sau chào đón bạn trong tương lai. Từ vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy, kiên định lập trường, cứng rắn đối mặt với kẻ xấu, tránh để chúng hãm hại. Về đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ năm này, sự nghiệp ba sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi dậu, tuổi thân. Từ vi tuổi Tỵ thứ năm ngày 19 tháng 11 năm 2020 xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi tỵ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi tỵ trong ngày này bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi cho nên bạn đang có điểm báo hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để đối diện với những thị phi tai tiếng trong ngày hôm nay trong gia đình của bạn tuổi tỵ trong ngày hôm nay dường như cũng không được yên ổn cho lắm sự xung đột giữa cha mẹ và con cái của mình có thể xảy ra bởi sự khác nhau về suy nghĩ giữa hai thế hệ. Chẳng ai đúng hoặc là sai hoàn toàn, bạn cần phải bình tĩnh để thảo luận với nhau để đưa ra phương án phù hợp nhất bạn tuổi tỵ nhé. May là trong cái vận trình của bạn tuổi tỵ ngày thứ năm này, bạn lại đang gặp được ngày có mộc sinh cho họa vượng. Cái điều này cho thấy cái vận trình của bạn tuổi tỵ cũng đang có được điểm sáng trong ngày hôm nay bạn và người bạn đời của mình có được tiếng nói chung trong rất nhiều vấn đề. Vì thế, bạn có thể hoàn toàn thoải mái khi trao đổi những suy nghĩ, quan điểm của mình với người ấy nữa nhé. Vài tử vi tuổi ất tỵ thuộc họ tai tiếng bỏ vây, tinh thần xa sút nên học cách tự tin và lạc quan vào cuộc sống. Tử vi tuổi đinh tỵ cuộc thổ các thành viên trong gia đình sẽ có bất đồng quan điểm dẫn đến to tiếng tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc vợ chồng thẳng thắn bày tỏ quan điểm giải quyết những khúc mắc còn tồn động bấy lâu tình cảm thêm gắn bó tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim không ai hoàn hảo vì thế hãy biết lắng nghe và sửa đổi khi được mọi người góp ý tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy nắm bắt cơ hội thích nghi nhanh với xu thế của thời đại là con đường dẫn đến thành công. Và đánh giá của bạn tuổi tỷ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 6, số 9, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ tuổi dậu, tuổi sửu tuổi thân Từ vi tuổi ngọ thứ năm ngày 19 tháng 11 năm 2020 Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi ngọ cho chúng ta thấy là Cái vận trình của bạn tuổi ngọ trong ngày này bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp dần ngọ tuất cho nên với bạn tuổi ngọ thể hiện được sự hài hòa trong cái mối quan hệ vợ chồng của mình ngày hôm nay đôi bên thấu hiểu cho những khó khăn của nhau và không cố gắng nài ép đối phương làm theo ý của mình dù cũng có những lúc muốn thể hiện tình cảm trước mặt người khác nhưng nếu điều đó khiến cho đối phương khó xử thì với bạn tự ngọ cũng cố gắng nén lại người khác nói bạn hy sinh quá nhiều nhưng bạn thấy hạnh phúc là đủ rồi đó nhá. Chính tài nhập cục cho nên với bạn tuổi ngọ trong ngày thứ năm này với bạn cũng có được những cái nguồn thu nhập ổn định. Xong nguồn thu nhập này đến từ công việc chính bạn mệnh nên có kế hoạch chi tiêu sao cho cụ thể chi tiết tránh để trường hợp tiền thất thoát nhiều bạn tuổi ngọ nhé. Vài từ vi, tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim vợ chồng hài hòa chia sẻ và giúp đỡ nhau cùng vượt lên trong cuộc sống. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy nên biết cân bằng giữa lý trí và cảm xúc, đừng để cho tim lấn át quá nhiều, dễ nhận tổn thương. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa thu nhập ổn định, cố gắng hơn sẽ thu về nhiều hơn. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ có không giữ, mất đừng tìm, hãy trân trọng những điều đang có ở thời điểm hiện tại. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc, cân nhắc chi tiêu hợp lý, đừng để trái túi vì những khoản tiền vô chính phủ. Và đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhóc phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, dần. Từ vi tuổi mùi thứ năm ngày 19 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi mùi á, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi mùi trong ngày này đang gặp ngày của chính quan chiếu mệnh. Đây là thời điểm rất thích hợp để cho bạn tuổi mùi tham gia các hoạt động liên quan tới chính trị, bản mệnh tuổi mùi có được nhiều cơ hội sẽ được bổ nhiệm vào những vị trí tốt được nhiều người mong muốn và cả chính bạn cũng mơ ước đã lâu rồi nhé. Khi được giữ những cái vị trí quan trọng trong cơ quan tập thể với bạn tuổi mùi nên chú ý tu tâm dưỡng tính nghiêm khắc với bản thân, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, ngoài ra bạn mệnh cũng nên chú ý lắng nghe ý kiến của mọi người không nên giữ những cái suy nghĩ bảo thủ của mình màu khắc với thổ cũng nhắc nhở bạn tuổi mùi trong ngày hôm nay cần phải chú ý đến gia đình của mình nhiều hơn dường như bạn đã bị những cái mối quan hệ xã hội cuốn đi mà quên mất không quan tâm đến người nhà của mình bạn hãy nhớ là gia đình mới là những người sẽ mãi mãi ở bên cạnh mình bạn tuổi mùi nhé Vài tử vi tuổi ất mùi thuộc kim tham gia các hoạt động chính trị xã hội sẽ giúp cho bản mệnh khẳng khẳng định được vị thế của bản thân mình. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy tu tâm dưỡng tính tích cực làm việc thiện sẽ nhận được phúc báo dài lâu. Tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa sự nghiêm khắc với bản thân cùng tinh thần làm việc đầy trách nhiệm sẽ đem đến cho bản mệnh thành công rực rỡ. Từ vi tuổi tân mùi, thuộc thổ, gia đình là nơi nuôi dưỡng tâm hồn, là điểm tựa cho mọi người sau phong ba, bảo táp và mệt mũi cuộc sống. Vì thế, bạn hãy dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Từ vi tuổi quý mùi, thuộc mộc, trong các mối quan hệ xã giao, hãy biết lắng nghe, đừng nên bảo thủ. Về đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp, năm sao, tài lộc. 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Tử vi tuổi thân thứ năm ngày 19 tháng 11 năm 2020 Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi thân á, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi thân trong ngày này bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi cho nên cái vận trình của bạn đang có sự ảm đạm mang cái điểm báo họa không lường đòi hỏi bản mệnh tuổi thân phải xử lý thật thận trọng kẹo lại rước họa vào thân trong công việc của bạn tuổi thân ngày thứ năm này bạn xử lý mọi thứ không được quyết đoán chưa thực sự tháo tình đạt lý khiến cho đồng nghiệp không được hài lòng cấp trên khó có thể ghi nhận những cống hiến của bạn bù lại trong ngày này với bà tuổi thân nhờ có được thiên ấn sôi đường mà với bà tuổi thân luôn có được ý chí phấn đấu vươn lên khó khăn đến mấy cũng không nản chí nên dù có trải qua một ngày không được như ý, bản mệnh vẫn tỏa ra lạc quan và tin tưởng vào một tương lai tươi sáng ở phía trước với mình nhé. Vài tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy hành động cẩn trọng kẻ mắc phải những sai lầm đáng tiếc ảnh hưởng đến sự nghiệp và tinh thần của mình. Từ vi tuổi bính thân thuộc họ nên xử lý linh hoạt và dứt khoát trong mọi tình huống. Sự do dự sẽ khiến cho bạn mệnh đánh mất đi cơ hội tốt. Từ vi tuổi màu thân thuộc thổ đi lại cẩn trọng, bảo hộ chắc chắn để phòng tai nạn ngoài ý muốn. Từ vi tuổi canh thân thuộc mộc thắng không kiêu, bại không nản, khó khăn vẫn tìm thấy hướng đi phù hợp cho bản thân. Tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim, tương lai được quyết định từ từ bây giờ. Vì thế, bạn hãy nhanh tay hành động, đừng há miệng chờ sung. Về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi dậu. Từ vi tuổi dậu thứ năm ngày 19 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bà tuổi dậu cho chúng ta thấy là cái vận trình của bà tuổi dậu trong ngày này nhờ có chính ấn sôi đường trị lối cho bạn. Cho nên, với bạn tuổi dậu có thể sẽ được tận hưởng một ngày khá chi là thú vị với nhiều trải nghiệm và may mắn trong công việc ngày hôm nay. Khó khăn trước đây đã được giải quyết và bạn tạm hài lòng với những gì đang có nữa rồi. Và với bạn tuổi dậu những nỗ lực có thể được đền đáp trong mức độ nào đó, bạn hãy rút thêm kinh nghiệm cho mình trước để tiếp tục cho những kế hoạch dài hạn hơn trong tương lai, bạn hãy nhớ là gửi lời cảm ơn cho những ai đã giúp mình đạt được thành công như ngày hôm nay bạn tuổi dậu nhé. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi dậu, bạn lại đang gặp ngày có kim mộc xung khắc cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn lại không được như ý. Tình cảm vợ chồng đang có những chuyện biến xấu, dễ mâu thuẫn, cãi vã vì những vấn đề nhỏ nhặt hàng ngày. Đôi bên nên biết kiểm soát cảm xúc và rộng lòng tha thứ cho đối phương để tình nghĩa vợ chồng được duy trì bền lâu hơn bạn tuổi giàu nhé. Vài tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy tận hưởng một ngày may mắn và nhiều trải nghiệm thú vị. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa sống yên bình, hạnh phúc với hiện tại, hài lòng với những thứ mình đang có. Tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ tự đặt mục tiêu ngắn hạn và dài hạn cho bản thân và cố gắng hoàn thành chúng. Điều bất ngờ sẽ đến với bạn. Tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc vì tình nghĩa vợ chồng hãy bao dung bỏ qua những lỗi lầm cho nhau cùng nuôi dạy con cái và vun viến hạnh phúc gia đình. Từ vi tuổi quý dậu thuộc kim đừng quên nói lời cảm ơn và xin lỗi khi cần thiết đều nhổ nhặt góp phần tạo nên một xã hội tốt đẹp. Về đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi sửu, tuổi thìn. Từ vi tuổi tốt thứ năm ngày 19 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi tốt á, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tuất trong ngày này bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành dần Tuất bán hợp cái điều này cho thấy với bà tuổi Tuất cần phải thoải mái hơn đừng tự gây áp lực cho mình nữa bởi tình yêu luôn ở bên bạn mệnh có thể sẽ tìm được tình yêu của đời mình tìm được người mình sẽ chung sống đến trọn cuộc đời nữa Tuy nhiên trong cái vận trình ngày này với bà tuổi Tuất bạn lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh kéo kéo theo những điều xui xẻo cho bạn tuổi tuất trong công việc khi mọi thứ không được như ý muốn lại bị kẻ xấu ngáng chân ngáng đường có thể chính những thành công mà bạn giành được khiến cho kẻ tiểu nhân ganh tị và không chấp nhận việc người khác dễ dàng có được những gì mình muốn nữa nhé ngày này với bạn tuổi tuất cũng đang gặp ngày có mộc thổ tương khắc cái điều này nhắc nhở bạn tuổi tuất cũng nên chú ý đến sức khỏe của bản thân mình trong ngày hôm nay. Bởi bạn mệnh rất dễ bị mắc các bệnh liên quan tới dạ dày, tỳ vị và đường ruột nhé. Vài tử vi tuổi giáp tuất thuộc họ đừng tự gây áp lực cho bản thân mình bởi chuyện gì cũng sẽ có hướng giải quyết. Tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ vận đào hoa nở rộ người độc thân có khả năng gặp được tri ân tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc cẩn trọng trong công việc kẻo bị tiểu nhân quấy phá ngáng đường đánh phía sau tử vi tuổi canh tuất thuộc kim ăn uống khoa học chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao để có được sức khỏe tốt nhất tử vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy xem xét phán đoán mọi việc tỉ mỉ kỹ lưỡng để tránh mắc phải những sai sót không đáng có với đánh giá của bạn tử tuất trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. từ vi tuổi hợi thứ năm ngày 19 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi hợi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi hợi trong ngày này bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành dần hợi tương phá nhắc nhở bạn tuổi hợi có thể gặp phải những trục trặc trong chuyện tình cảm người ấy có những quan điểm trái ngược với bạn sau hai người không cố gắng tìm cách hòa hợp mà lại tranh cãi để bảo vệ quan điểm của mình nữa nhá. Mâu thuẫn càng ngày càng lớn, khi căng thẳng thì bất kỳ chuyện gì cũng có thể khiến cho bạn tuổi hợi và nửa kia sẵn sàng bùng nổ. Hãy dẹp bớt cái tôi cá nhân của mình sang một bên để dành chỗ cho tình cả bạn tuổi hợi nhé. Bù lại, trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi hợi, bạn lại đang gặp được ngày có tỷ kin trợ lực cho nên với bạn tuổi hợi, làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm nên cũng thu được khá khá thành công với mình trong ngày hôm nay. Bạn mệnh hãy luôn nhớ rằng, dù khó khăn đến mấy, mọi chúng ta cũng đều tìm được cách giải quyết phù hợp cho mọi vấn đề, nên đừng có lo lắng thái quá mà ảnh hưởng tới sức khỏe của bản thân mình nữa bạn tuổi hợi nhé vài tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa tình cảm vợ chồng sẽ gặp trục trặc vì cái tôi quá lớn của cả hai bên nên thẳng thắn ngồi lại với nhau để giải quyết vấn đề tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ tinh thần làm việc nghiêm túc hứa hẹn sẽ đem lại những kết quả xứng đáng tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc đối mặt với những mâu thuẫn hãy cố gắng dị hòa vi quý nhất có thể đừng để cho cảm xúc lấn át mà hành động sai lầm. Tử vi tuổi tân hợi thuộc kim, tình cảm vợ chồng nếu muốn duy trì bền vững thì phải có sự cố gắng vun viến từ cả hai phía, hãy yêu cầu đối phương có trách nhiệm hơn trong cái mối quan hệ này. Tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy, công việc được thuận lợi, dễ gặt hái được nhiều thành công. Về đánh giá của bà tuổi hợi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày xin chào và hẹn gặp lại